Đừng có rung nha. Đó, đây, đây là gì? Đây là gì mà? Đây là dưa. Dưa đúng không? Đây, đây là người ta chảy bằng đó. Đồng dưa nè. Đó, đồng dưa nha các bạn. Thành phố chứ không có những cảnh này đâu. Còn cái này là rừng keo đó, như người ta. Cái keo là cái nào? Cái keo, đây là cây bạch đàn nè. Đó là cây bạch đàn, đây là cái keo nè. Đây, con loại cái keo luôn đây. À, cái này là cái keo nè. Đúng rồi, đây là một hàng keo luôn á. Đó, đây bạch đàn. Đây keo. Đây bạch đàn một bó á. Đây keo. Đây keo. Bên trang, bên trang là bạch đàn đúng không? À đúng rồi, đây một hàng ở ngoài là cái keo mình đang loại nè. Đó, hồi xưa mình cứ vô lấy cặp đàn á, mình đi dắt nó kìa. Nghe có gì không nè. Đây, mấy cái nhà ở trong mấy cái đường bạch đàn này tối tụi ma chết đi. Đây làm có đường, có đèn nó mở nè. Chắc cũng có chứ. Không biết nè. Đừng để cho nó rung nha, cố gắng đừng để cho nó. Này mình đang đi trên cái đường toàn là keo không? Cái xa xa có cái nghĩa địa nó cứ trời sử. Sử quá hả? Này là quán chè mà của học sinh nè, quán chè điện thoại luôn. Từ cái hồi học cấp 2 tới giờ mà mình vẫn ăn thèm luôn á. Đây chè cua nữa. Anh ghê anh làm ở dầm ghế, như ghế giám đốc. Đây là cái keo đó không? Cái này kia cái keo. Keo không à? Thôi một lần keo nữa. Đường này lại dẫn lên trường mầm non của mình á. Chút nữa mình quen trường mầm non cho coi. Đó, đi lên một đoạn nữa là có cái cầu nè. Cái này gọi là cầu Nhân Tăng á. Nhân Tăng à? Đây là cầu Suối Bùi Nhui. Suối Bùi Nhui. Nó chả biết tại sao có cái tên đó luôn á. Bùi Nhui như Bùi Nhui. Suối Bùi Nhui. Biết con Nguyễn Mậu Hoài Thương không? B3 đó. Rồi nhỏ nó trên đây nè. À. Không phải. Đây là trường cấp nghe. À, đây là trường tiểu học của Nhu cơ sở 2. Trường này đồng tình dạy đó. À. Đang chụp xuống đây. Trường tiểu học của Nhu cơ sở 2. Dạ, hình chứ nó càng càng đấy. Kêu giống giống mặt đàn ấy, nó lá nó khó hả? Bằng xương đó. Bên tay ké nè. Đó đó đó, nhà đây nè. Cùng là... nhà, thương đi cũng sao.
rồi vậy. Đây là nhà của một người bạn cũ hồi cấp 2 của mình nè. Cô cũ mình á. Cô cũ của Hato. Bây giờ bạn ấy đã có con rồi. Đù vãi. Đây nè. Quận thương có con rồi thiệt cái này. Thì nó có chồng, nó có con, một đứa nó theo tuổi đi học rồi nè. Vãi. Có con thì hồi ơn cái ngày giáo viên gì á, quý vị nghĩa hành lặng sân tay á. Thôi á, gấp bên dưới lầu á. Rồi tắt nha. Đi qua không? Qua hai bên đi. Đó, đây là cảnh ruộng này các bạn. Ruộng này là mái cái là bao lâu là vậy ta? Tháng là già qua hết thu hoạch đâu. Không biết nha, ba tháng gì lúa. Hình như lúa ba tháng mà. Ừ, không biết. Không có đầm ruộng đâu. Hình như ba tháng. Con heo gỡ quá. Con người ngu nông nghiệp mà. Chỗ này là sống mà trồng trồng hả? Chỗ này là đất bỏ. Sao không trồng ta? Ừ, để chế nó để giữa. Bình thường á, lúc mà mình sống ở quê á, mấy cảnh này bình thường, như sau này mình đi mình sống với khác ấy, về mấy cái chỗ này thấy nhớ thích lắm. À. Mình bán là đi đường đại rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi ngược ra này các bạn. Quay các bạn xem luôn. Đi rồi mới thấy cảm giác cái không khí rồi nó mát rồi. Không khí nó hấp dẫn đó các bạn. Thoáng mát. Đây là người ta trồng rau muống ăn nè, cái đỏ nha đó. Nhà ở gần cái này mát nè. Ừ. Nhưng mà có điều gì tới mỗi lần phun thuốc sâu thì nó hơi khô một xíu à. Cái đó là cây gì? Keo luôn hả? Đó cũng là đường keo luôn. Đây là dưới cây keo không ạ? Thì như dưới là keo á, thì keo với bạch đàn là nhiều nhưng mà dưới trồng keo. Đây bên này cũng là keo này, keo với lại trồng dừa. Dừa. Đây là đường để người ta ra ruộng nha. Đây cánh ruộng với đảo thôi. Ừ. Không quay mình ta. Dạ, có cầm đi coi. Đi ở ra tôi đây một đoạn đường. Cái này là đường cướp. Đường cướp. Đây là cái nông trường nè. Ô, cảnh đường quá ha. Quay vô được quay. Vô quá. Không vô đoạn không. Đi xe không trời. Wow. Ghê không quá. Ô, núi non hùng vĩ luôn á. Giống chuối hả? À, người ta trồng chuối, trồng bí đỏ.
đường lên trên rẫy này mấy bạn ơi, đẹp quá ha. Trồng chuối với lại trồng bí đỏ, canh tóc kìa, đẹp quá. Đó là có chúng tôi ở bên làng nha. Hay sợ chứ, không quay chứ, đó là phải đứng xuống bộ cha mày quay. Đẹp quá mà. Đường tắt dùm em nè. Đường bữa đường đi đó. Đường về đường đó, nó mẹ mình đi đây trao ngang. Chịu cái chửi nữa. Thế đó thì đất cổ đi đánh đòn rồi mà. Lộn lần không phải lộn lòng đúng à, biết được cái đối trò đó rồi nghe đồ giá đẳng trời rồi sao không biết anh nhé. Thật lắm, thậm chí quá pha tô con chó rồi, con chó trời sao dùng cho chó vậy, con chó có gì nhìn những cho chó còn nó ngoài nó cắn gì vậy? Người ta kêu là cách phòng tránh chó dại đó là khi thấy chó đi thấy chó sửa nó là không có được nhìn thẳng vô mắt nó. Để mà nhìn vô mắt nó thấy mình là nó kêu khiêu khích nó là nó cắn. Thấy nó là nó dễ lơ. Bốn dậy. Bốn á. Bốn dậy chứ nó chứ. Rồi chú cái gì đường nào? Hả? Chú cái gì đường nào? Cái gì đường thạch trụ? Ê. Cái đó là trụ gần mà. Bây giờ đi ra cầu thạch trụ đứng lại quay phim chút nghe. Đứng lại chụp cái hình chứ. Cầu thạch trụ đẹp chết, cầu cầu mà cao cao giống như Sài Gòn á. Cái kìa. Cái lạ thế, đồ như nè. Cái mì. À, củ mì rồi. Cái củ mì mình ăn á. À. Ăn cho mấy bạn cây củ mì nè. Ủa, cái này người ta trồng, người ta bán mì ăn hả? Ừ, đây là cây người ta đi lên đi chụp cho. Cây cho đây cây gì lỡ nè. Nhỏ các bạn biết bông này bông gì không? Tứ quý. Tứ quý nha. Đây là tứ quý rừng mà cũng để thế. Đây là cây tre đó, cây trúc á. Ở cái kia trồng cái gì nữa, không biết cái cây gì nữa. À này cái thằng mía nè. Đó, ở trên này là số 7 thì gần nhà mấy đường phổ thông á. Thì trên này người ta chuyên là trồng mía. Để cho khai thác mía thì chỉ có nhà mấy đường á. Ô, phía trước là núi, chúng mình thích đi tới động núi. Nó là to lên chứ để không nghe. Chính đó. Nó to hoài đi. Nó bên kia kìa. Trời ơi. Nó cướp đi bên kia. Nhớ là nó đi ở đây hàng ngà luôn rồi. Nó đi hàng ngà cho nên nó về tối rồi cướp nó mấy bữa đây giật tiếng thánh nè. Nó lại tiếng thánh dưới đấy mà. Đó. Đẹp quá nè. Ok nào. Cánh núi đẹp ghê luôn. Mì toàn là cánh đồng mì thôi. À đây là người ta trồng dưa nè, phủ bạc trồng dưa đó. Dưa à? Đây là phủ bạc trồng dưa nè, dưa hấu á.
là xa trước mắt là đây là cánh đồng mì. Mấy con cò vậy? Mấy con cò bay. Mấy thằng mà nó làm giống mình ấy kìa, đục nè đi qua review. Thiệt chứ thấy hả? Công nhận giờ muốn làm giống cái cây yến cần ghê nghe. Tên gì? Cây yến cần nữa, đi du lịch rồi quay lẹ. Có gì nghe đi du lịch. Thấy ở trên núi có mấy cái tụ gì đó không, thấy không? Tụ điện hả? Giống như xe bắt sóng đúng không? Đừng để nó rung ngang đó, đừng để nó rung ngang. Rung. Chắc chắn nó rung ra mà hoặc chứ. Đây là rừng dưa. Đó người ta trồng dưa lên nhỏ nhỏ rồi nè. Chứ bên đó người ta còn dựng một cái trời để ở lại nữa. Cái này người ta hay ở lại canh trưa, có nhiều người ngủ lại canh tối để canh dưa nữa đó. Mấy bình vậy mày không? Còn một khúc. Này chúng mình đang quanh ra đường để lên số 7. Còn một khúc pin. Thấy không? Để thao tác cho tham bị. Thấy lót nữa lên. Đó dạng đúng không? Không phải đó dạng. Đây là cái cuối gì đó thôi. Đẹp đi. Phía dưới này là có một cái cầu cũ này đó. Cầu bê tông kẻ phía dưới đó. Quay mình ra. Cảnh đẹp quá bạn. Quay lấy hình, quay lấy miếng hình kia chứ. Ê, mở mày ra, mình biến, mình biến. Cái này là cái cầu gì ta? Cái này người ta gọi là cầu số 7 hay sao đó. Đó, thấy không? Cảnh hùng vĩ không? Suối chảy luôn kìa, suối chảy ào ào luôn nè. Quá đẹp. Cầu nha các bạn. Mình với Kha Tô sẽ đi xuống phía dưới chơi nha. Đi bộ thôi, đường chỗ nào đâu. À đi đi bộ nè. Có đường gì đâu mà mình chết à. Chỗ này nè. Đây nè, đi bộ nè, dẫn xe có của nào. Lại xuống luôn. Hả đúng rồi, đi xe nó là xó, đường gốm chụp luôn. Còn gì? Thôi, đường gốm nó đắt lại lỗi xuống xuống luôn. Được không? Được không? Bánh xe không được ngang. Phía kia cái quanh được mà. Đừng chỗ xe đây được không? Rất là đẹp. Cái này là đường nối từ số 7 đi ra. Quay 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 quay. À, thạch trụ. Quay cái mặt cho. Rồi các bạn. Đoàn đi cái bộ nó rớt xuống. Vãi vãi vãi. Nhanh đi từ kinh hiệu có cái bộ rất là xịn. Đây là phố Phan là phố gì? Đây là phố Pháo. À, phố
này là địa phận Phú Thông nè, cái cầu này như mới làm thôi. Đây dọc đường người ta Tết người ta bắn bong bóng rồi quá trời luôn nè. Bắn bong bóng. Thay tôm luôn cho mình cái bong bóng. Thay tôm cho chơi bong bóng. Cái cầu rất là đẹp biết chưa? Cầu đó là cầu cầu gì ta? Cầu gì lên rồi biết. Cầu đây là thuộc dạng bự ở quê mình rồi các bạn. Đẹp quá ha. Nó đẹp là do nó có cái độ cong á. Mèo mà bữa nào mà nếu có thằng nào vô Sài Gòn á, giờ sẽ chở mèo xuống miền Tây cho. Ừ. Xe má thì cái cầu đẹp lắm. Anh nghĩ sao hồi bữa không chừng một cái xe Sài Gòn vẫn bị hư rồi. À, họ nó bị hư mà. Bây giờ hết hư chưa? Thì vô chắc sửa lại cái thiếu nữa. Nhưng mà hẹn nghĩ cho đi không cầu, nghĩ cho đi đâu. Có gì cứ đi. Nó vô nó ăn ốm ngắt. Mày biết vô ăn chứ. Tự cái hồ vô Sài Gòn gì ốm tới vô cái chữ nhất luôn. Cầu vậy nè. Cầu cầu kênh Thạch Nhôm. À, nghe Phước kể là ở ở đây á. Cầu kênh Thạch Nhôm là cầu nhỏ hồi nãy á. Ủa vậy hả? Nó có cây vô đó. Ủa vậy nè. Đây là cầu khó. À, đây cái cầu kia vậy đúng không? Sao nó đau biển báo hiệu quá. Đâu, cái cầu nó phải để trước chứ. Cầu đây cầu gì vậy? Cầu này chụp hình chứ hả? Bên cao cái chụp hình. Cầu vượt đường sát. Nó lại cầu vượt đường sát. Ừ, cầu vượt đường sát cho nên phía dưới là cái đường sát chứ đâu có nước gì đâu. À, đi nè. Bị chuẩn bị có xe lửa nè. Đi cho xe lửa ba đường dài luôn nè. Thấy chưa, ba đường sát là có một cái đường chính giữa là hai bên là hai cái đường đánh không? Ê. Nên lúc nào là đi tàu là người ta cũng thông báo là có tàu tới không rồi cái tới cái đường đánh hết á. Đúng bên này. Đúng đó luôn. Không xuống được. Mình giống như là ở Mỹ mới về vậy. Ô, phía dưới cầu có cái cầu cao, phía dưới có cái nhà đẹp đúng không? Á, nhà người ta ở dưới thì người ta đi cái đường mòn ở dưới đó để xuống nè. Còn chúng mình thì hiện đang đứng trên cái cầu rất là cao. Tháo đồ ra nữa nè. Tháo đồ gì đâu mà cái này hả? Mày có vậy? Để cái này ra thôi. Nè. Tháo đồ cháu. Chụp bạn cái này luôn nè. Chụp hết lên lên. Mình xong cái sợi luôn mà đớp. Hả? Dạ, anh dạ. Vô chấm em. Đó. À. Cái loa nữa. Đặt lên. Đây.
sót đi. Trên người vẽ đi, người vẽ đi. Vẽ đi. Đó. Rào đi. Rào tự sướng sang rào bây giờ tiếp tục lên đường chuyến hành trình. Đó. Ê, nhìn giống như mình đang đi phượt thịt luôn á. Ê. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình nha. Mình đang ở trên cầu đường sát ở phố cầu vượt đường sát ngay chỗ phố Phan nha các bạn. Đó. Đi vô khoảng 20 mét, nó có đường ra khẽ qua. Hả? Rẽ qua con kéo là tới. Hả? Đi dạt theo ở đây gọi là sông, sông Trà Khúc luôn. Gì? Nó liền với cái sông á, ra bà cái sông. Hả? Là đi dạt cái sông là đụng ra cái đường Cánh Đông. Hả? Ôi cái đường này ai nhưng mà ai có một cái cầu đẹp quá ha. À, có đường này đẹp quá à. Cái này là quán cà phê Hoa Giấy. Thì trước quán cà phê Hoa Giấy có một cái bánh xe nước này nó quay đó. Mà nước xanh nước cận ấy quay đâu đến. Mấy mùa lũ rồi nó quá. Tỉnh đâu đến dạng kia. Ừ. Điên đây. Ừ. Ôi cái đường này hấp dẫn quá đi. Nhà Việt Nam giòn á, nó đẹp nữa. Nhà Việt Nam mình nhàn cất á. Mấy kia vô thành phố Hòa lần nào. Ủa điên đây hay điên đây. Đây này, đa đâu đường ké này. Gần mà họ làm biến bò luôn. Nó ra chở cho bay ống rồi. Con đó nó không có xe. Ừ. Nó nổ vậy á. Không có xe là chở mấy bữa đầu hay hang mấy bữa sau ớ. Nó bộ đi sao mà ớ. Chở sang là phải chữa gì nữa. Giống như mèo vậy đó. Giống mèo đó. Để sao có mùa được. Nhưng mà họ cũng nhiều lần bữa nào cũng chở luôn. Nào cũng chở đi đâu. Thì ý là đi chơi là mình khe ra mình chở. Thì trong kia chở cái giấy sao cũng được chứ. Nói là với nó mệt. Thôi ví dụ như mình chia ra không, nó đỡ. Đi mà lây là chạy, chạy đi chạy về. Không mệt chứ. Mệt khỉ. Có cái chuyện chở bồ đi sao mà không được thôi chứ làm gì nữa. Chở thì chở mà chở quà nó ớn chứ. Nay phải đạt vào mình vào thử. Ừ.
Đó, giờ rẽ ở đây này. Và ra chạm phút là ra. Đang chờ cửa vậy. Thì nó nóng chứ. Không, ở đây người ta treo quá. Không có trụ điện người ta treo hết đâu. Địa phương người ta treo. Nhà thả đi chứ gì sao? Dò Google đi thôi. Là gai gì đây? Cái bát là cái ngu á. Ngu á. Có ăn ngu bát rau hồng như tơ đó. Quay nữa không? Quay luôn, quay đó đừng đánh mặt luôn. Có video ai mình gọi video gì đâu. Tên video là gì đó. Đi mấy đường này nó dọc nó đông ghê lắm. Bữa đi Phú Quang á, có mấy đoạn mà đường không bàn giống như này, trò bây giờ nó đông kinh khủng. Ở Sài Gòn á, mấy chỗ bong bong nó bằng ý. Sao vậy? Người ta không mua. Sài Gòn ít mua bong đi. Mua ở đập. Mà thấy 30 ở đập từ. Đập chậu. Có một cụ già đang quét đường dọn dẹp vệ sinh ngày Tết. Thay hiếm cái cảnh đốt lửa. Hồi xưa để đốt lửa là lấy mấy hộp đầu bỏ vô nó chá sẵn rồi lấy vàng. À, hộp đầu ở đâu mà đốt? Hồi tới mùa đầu đằng sau nhà dọn ngủ hủ. Có, bây giờ còn không? Dễ rồi. Ủa cái này là thuộc xã gì vậy? Như là Phú Minh rồi đó. Thủy triều Phú Minh đó. Không biết nữa. Mày chắc đụng cánh đông thì chắc là của mình rồi. Hè đường cánh hè hai cây. Cái này là đường quốc lộ tránh đúng không? Có cảnh đây.
chứ sao mới sao ăn. Rồi đâu có bự vậy. Kia dọn suối. Đó đó. Gần bờ á, tự nhiên lúc mà đụng vô thèo nó giật ra, cái rắn đó nó thèo gần tới bờ đó, nó thèo cái nữa có còn giật xuống mà do ủa nhau ơi sao đầu nó coi chừng thế mà mình cầm cái tay mình giật lên là nó rỉ mình lọt xuống luôn á, nó quạng bịa ra không kể thì sao nó thì giữ ngay bịa á ghê quá. Con gì nó rơi cho mét rồi. Thấy rồi. Tới chưa? Thì anh chị nó đang sáng rồi. Chết luôn. Chết tống qua đi, không là mua hiểm con. Cái gì vậy? Cầu Thủy Triều nữa. 10T là sao? Đâu? Trọng lượng 10 tấn hả? 10 tấn. Nó thấy đường cánh vậy? Chợ hãng là của mình nè. Dạ. Như ta nọ nó cứ gần gần đâu đoạn này. Cái này là đâu đường Tấn Đông rồi đây. Đây là Tấn Đông này. Bây giờ mình sẽ qua về Phú Minh nha. Đây là đường Tấn Đông nè. Nhà sinh học văn hóa thôn ngay của Phú Minh đây.
Linh Đài là thuộc của mình. Ừ. Cái là của mình giống như của anh. Trời, sao làm video thiệt dẻo luôn. Đi dạo cùng con mèo những cung đường cái tự đó. Thì tới cái gì quả đường ai nè. Thiết quay nhìn ở đó nhìn cho chú. Cho chú lên sáng nhìn chú. Ông đã lắm. Ông về không biết mà ông nhìn nhé. Cười. Có mẹ chú đang đi dạo ruộng nè. Không. Không hả? Chỗ này tức cái đập nước này. Cái nào? Ừ, cái này cái cầu nè. Nước dần câu cá rồi nè, câu cá gì. Ủa, nó như cái đường mình rửa mưa đi được phải không? Như có đi rồi. Hôm bữa mình đi dạo dạo mà không biết được cái thôn nào đó. Đi rồi, đi vô thôn rồi. Hầu đi với thằng hẻ, thằng hẻ lúc mình á. Thằng hẻ, thằng hổ lúc mình nè. Hình như ra chỗ ai nè, bị... Nó từ đây hay là nó từ tơi gì đó. Không nhớ. Kiểu giống giống này nè. Nó tư ra cái nặng sao nữa. Nó là nó thọt ra anh ban qua là dính. Đây luôn, đây luôn cái này, đây cả tư luôn nè. Đây là ngã tư nè. Rồi giờ đi thẳng lên cho mày chơi nghe. Ừ. Má ông em xin rượu không rồi. Đi luôn. Mắt buồn ngủ. Cái này đi xuống nhà thầy Toàn hả? Còn đâu. Nghe nhá. Đường này nhận Ni không em? Ni là con nào? Con ngủ đi. À con Toán vậy hả? Ni Võ hả? Ni Võ. Hàng Ni Phạm á. À. Không biết thêm đây không nhưng mà nó đâu sớm với ai nè. Ừ. Là chỗ đây là đi đi ra chỗ thả hoa đen á. Nghe chứ nào? Ở hồ đèn của mình á. Nghe. Rồi giờ không nhớ là đường nào. Như đường này đi thử. Đúng rồi đường này nè. Đường này thả hoa đen nè. Ê thả hoa đen. Có cái cầu này lắm hả? Gì? Đây là có cái cầu hả? Cái thả hoa đen xuống cái gì? À, không biết không nhớ nó đi lâu quá rồi. Cứ có đi ra qua đó. Mà đúng rồi ngày nè. Có đi qua liệt sĩ này cái ta. À. Ghê không? Sợ nha. Mèo sợ, mày nghĩ sợ riết nó mới sợ. Cứ nghĩ giống như là mình mắc rồi thì nó trơn với hơn. Đừng nghĩ có linh hồn này nọ. Tiền lọt chứ ơi. Cạnh núi thật dẫn không? Ừ. Sao lại có một con bò đang nó làm ra đường bê tông rồi đi rõ vậy. Hồi xưa là đường đất hả? Ừ, đất hả? Đó, giống như hướng biển á. Đẹp đấy, đẹp chứ. Đẹp, đẹp chứ. Công trình tầm cây xanh nên qua lại núi vàng. À núi vàng á. Ủa đây là núi vàng hả? Ê. À đúng rồi thì đây là của mình mà. Mà cái mặt trước mới nhìn thấy cái tòa nhà anh kia. Ừ. Núi vàng. Đó, ngang quá à. Ừ, chả biết nữa luôn, không có để tên, chắc mới xây xong thì mới cáo à. Cung nè, thắng tục ra là qua đây.
Đây cái chỗ trước đó đúng không? À, cái công trình bên trái nè. Cái chỗ này là cái chỗ của Bách Bàng đúng không? Khu du lịch của Bách Bàng sai nè. Bến xe gì tạm dừng à? Quy hoạch chi tiết tạm dừng nghỉ và bến xe Nam Quảng Ngãi để tạm của mình nước phổ Nam Quảng Ngãi tạm dừng các bến xe nhà hàng khu nhà ở luôn bến xe Nam bến xe xe và đủ xe mà xe rồi nó sáng nó say nhà hàng biết bên kia là gì để thi anh nhà ở nhà nghỉ hả tạm dừng sao xe đẹp biết sao còn cái kia là chắc là khó không phải chùa nhà hàng ăn uống nó xe kiểu đẹp đẹp cho người ta dừng lắm mà dù là